đời thường đẹp đến đâu mà làm ông trùm cá coi mê đắm. Thời gian gần đây, dân tình đang xôn xao về đám cưới của vị doanh nhân được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam cùng nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân. Bên cạnh những câu chuyện bên lề về câu chuyện tình của cặp đôi, công chúng cũng đặt ra nhiều sự tò mò về Hà Thanh Xuân, đặc biệt là nhan sắc của nàng ca sĩ này. Từ xưa đến nay, Hà Thanh Xuân là một nghệ sĩ khá kín tiếng và mỗi lần xuất hiện đều trông hình vô cùng rực rỡ và xinh đẹp. Qua những hình ảnh được Hà Thanh Xuân chia sẻ, có thể thấy ngoài giọng hát ngọt ngào, cô nàng còn sở hữu gương mặt sáng sân khấu, vẻ đẹp khả ái và khỏe khoắn cùng thần thái vô cùng sang chảnh. Trên sân khấu, Hà Thanh Xuân thường khoe sắc trong tà áo dài truyền thống, những chiếc váy dạ hội kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ, rất ít khi thấy cô diện trang phục quyến rũ. Hình ảnh trước công chúng rực rỡ là thế, nhưng nhan sắc thật ngoài đời của Hà Thanh Xuân cũng không hề kém cạnh. Dù đã ở tuổi 34, nhưng Hà Thanh Xuân được nhận xét là có gương mặt mộc, nổi bật với làn da đẹp trắng trẻo, đường nét hài hòa cân đối, càng nhìn càng gần mê mẩn. Thậm chí, nam ca sĩ Quang Lê, người tình trên sân khấu của Hà Thanh Xuân cũng đã từng phải thốt lên rằng: "Tôi thấy da mặt Hà Thanh Xuân rất đẹp, nhìn gần mà mê mẩn như tiên nữ bước ra từ trong truyện. Nếu không gần thì chắc cảm xúc cũng được bình thường. Khi hát chung, Hà Thanh Xuân cũng gợi cảm lắm, khiến tôi có cảm xúc khác với một người bạn, người đồng nghiệp." Có thể thấy, ở ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn sở hữu được mặt mộc trẻ trung và xinh đẹp, khiến cả vua cá coi cũng không khỏi mê mẩn như Hà Thanh Xuân thì không phải ai cũng làm được. Nhiều chị em tỏ ra tò mò, không biết nữ ca sĩ có bí quyết gì để giữ gìn được làn da cũng như nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung như hiện tại. Theo đó, nữ ca sĩ sinh năm 1988 từng tiết lộ rằng việc giữ một lối sống khoa học có ảnh hưởng rất lớn đến việc gìn giữ nhan sắc. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi ngủ dậy, cô chính là khởi động cơ thể với vài động tác giãn cơ nhẹ nhẹ. Sau đó là uống một ly nước ấm, nước nguội một cách chậm rãi. Hà Thanh Xuân cho biết, việc uống một ly nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố sau một đêm dài, giúp máu lưu thông, ngăn ngừa lão hóa. Bên cạnh đó, nàng ca sĩ cũng dành lời khuyên cho chị em rằng nên sử dụng các sản phẩm dưỡng da và kem chống nắng để bảo vệ da trước khi trang điểm. Bởi vì bước qua 30, làn da của chị em sẽ gặp phải nhiều đợt tấn công từ bên ngoài như khói bụi, ánh nắng mặt trời. Những tác nhân gây nên vết chân chim, đồi mồi, nám sạm khiến da không còn tươi trẻ. Ngoài ra, Hà Thanh Xuân còn bật mí thêm: để có ngoại hình trẻ trung thì cách trang điểm cũng vô cùng quan trọng. Cô nàng thường chuộng phong cách trang điểm mỏng nhẹ như sương sớm. Đây chính là bí quyết mà nhiều người gặp Hà Thanh Xuân ở ngoài đường thường không nghĩ rằng nữ ca sĩ đã 34 tuổi